Cô là bên mạng Facebook người ta hạn chế mình live stream lên, thì cái đó là cũng cảnh báo mình rất nhiều vì chia sẻ quá nhiều. Đây là anh đang dùng glyphosate đó, anh đang hạn chế, muộn hạn chế cái cỏ này. Nhưng mà thực sự thì khi mà Sơn ngồi chia sẻ với anh này giờ nửa tiếng ở trong nhà với tất cả anh em về tầm quan trọng để cỏ và mọi thứ về dinh dưỡng ở trong đất, gọi là dinh dưỡng tự nhiên, thì mình tận dụng thiên nhiên ban tặng cho mình á, thì bây giờ anh mới quyết tâm là để cỏ. Thì bây giờ Sơn vẫn nói lại cho anh em luôn, bây giờ vừa cái thời tiết nắng nóng của Đắk Lắk này, bây giờ tầng đất của chúng ta nó bị khô lên hết. Khi thử hỏi cái lượng phân bón mình bón xuống nặng thế này, mình tưới xong nó bốc hơi hết, thì chúng ta đổi lại được cái gì? Chúng ta mất cái công, chúng ta mất cái tiền đầu tư, và nó lãng phí đi cái công sức và phân bón của mình. Thì bây giờ một cái tầng đất này rễ nó đã ăn ra đây hết rồi, mà nặng thế này, nó sẽ chảy hết rễ luôn. Và để cho duy trì được cái vườn này mà hạn chế nấm bệnh, sâu bệnh cũng như là cây xanh đẹp, thì chúng ta phải trừ một cái thảm cỏ che mắt, và chúng ta quản lý nó bằng cách chúng ta phát thôi. Và Sơn thề với mọi người luôn, vườn này sang năm cỏ không muốn lên nữa, vì vẫn cái hệ thống cây nó sẽ đa tầng tản này, này đa thân này nó sẽ phù cỏ không muốn lên nữa. Thì chúng ta tuyệt đối không can thiệp bằng glyphosate và các hoạt chất thuốc diệt cỏ. Thứ hai, cái vườn, những cái vườn này chúng ta chăm mạnh hơn bằng cách chúng ta đưa cái lượng hữu cơ vào. Vì cái lượng hữu cơ vào nó mới giữ được tính ổn định cho cây, cho đất. Và hàm lượng vô cơ chúng ta bón cân đổi là được, chứ không phải theo một cái quy trình gì cả. Ví dụ thời điểm nắng nóng như thế này và cây nó đang cần dinh dưỡng, thì bây giờ thay vì chúng ta hồi nãy anh đưa cho Sơn coi cái biểu đồ phấn á, là kali trắng nào là canxi, bo, kẽm, mangan, vi lượng, Fe, sunfat, ure. Tại sao lại nhồi cho nông dân những cái phấn bón đó, mà trong khi bây giờ thời điểm này rễ đang yếu và chúng ta tưới được, thì tại sao chúng ta không bón DAP và kết hợp với kali thôi? Vì DAP nó có 18% đạm, 46% lân, và chúng ta chỉ cần một ít kali để dưỡng cái trại này. Ngoài ra chúng ta phủ thêm bon lạ cho nó, ví dụ như chưa ủ được đám trái cây như Sơn hay chia sẻ, thì anh em dùng canxi bo vi lượng anh em đưa vào, quá là rất là rẻ tiền và nhẹ nhàng, và pha tỷ lệ nó loãng hơn so với cái công thức người ta đưa ra. Ví dụ một phi 1000 lít anh em thường thường là pha 5 chai canxi bo, nhưng thời điểm này anh em chỉ cần phun 3 chai thôi là anh em tiết kiệm được 2 chai, và anh em phun vi lượng vào, trung vi lượng vào, thì trong những cái gọi combi vi lượng là đầy đủ hết vi lượng yếu tố rồi. Ngoài ra anh em cần dùng từ đạm đầu nanh chuối anh em ủ, hoặc là đạm cá, đạm trung quế, đạm tôm của Emmy, thì anh em vẫn cung cấp một cái lượng amino acid vào cây, cây nó sẽ hấp thụ xanh bọc đẹp hơn. Thì khi cái lượng dinh dưỡng này rồi, bắt đầu chúng ta sẽ quan sát nấm bệnh. Như vừa này bây giờ đang đào thải cái non, cái đào thải cái non này á, nó rất nhiều nguyên nhân chứ không phải như chúng ta cứ nghĩ là nấm đâu. Bây giờ Sơn nói thật với anh em, cây đang đeo quả thế này, mà nặng thế này nó chạy rễ tơ, gọi là nó bị sốc nhiệt, nó không hấp thụ được dinh dưỡng, nó không vận chuyển được dinh dưỡng lên, nó sẽ tự rụng. Vì cơ chế của một cái cây, trước chúng ta phải hiểu là bộ rễ xong là đi lên thân, thân xong đi ra cành, ra lá và mới tới quả. Thì khi mà cơ chế cây nó bị sốc nhiệt, thiếu phân và không hấp thụ được phân, không vận chuyển dinh dưỡng để nuôi, thì đầu tiên nó sẽ đào thải, là đào thải cái trái. Thì anh em cứ để đào thải trái xong, cây mà khô nóng không có phân, nó lại đào thải cái lá. Đào thải lá xong nó mới gọi là thổi đen cái cành, gọi là khô cành. Khô cành xong mới tới khô thân, và cuối cùng là thổi rễ. Một cái quy trình của một cái cây nó chết, anh em để mà coi, nó đào thải những cái đứa con này của nó. Vì cái này là đứa con thử phụ, cái này là đứa con chỉnh này, nó muộn dừ sang năm có trái thì nó sẽ đào thải những cái lớp trái năm nay nếu chúng ta không chăm sóc và không cung cấp nước, và nó muộn đưa cái dinh dưỡng ra hết về trái này, nó dồn đỉnh sinh trưởng lên ngọn, nuôi thân nuôi canh xong nó mới trả lại cho trái. Thì để mà giữ được một cái vườn năng suất, hay là chúng ta giữ cái sản phẩm của chúng ta, đầu tiên chúng ta phải giữ được độ ẩm, nhất là 2-3 tuần nay không mưa,
thì Sơn vẫn khuyên anh em, nếu anh em nào có điều kiện thì tưới bét như mùa tưới luôn, một cả bét tưới 2 tiếng hoặc tiếng rưỡi thôi. Còn anh em nào diện tích ít, không cần dùng tới máy móc tưới, anh em lấy cái 4.000 lít nước lá của mình nhé, anh em kết hợp humic humat một kỳ cho 1.000 lít, anh em phun xả mặt đất này, cứ một hect khoảng 3 bồn thôi, anh em đã dưỡng được cái bộ rễ tơ này, này không cho cây bị thiếu nước. Giai đoạn đào thải này giai đoạn thiếu nước của cây chứ không phải là nấm bệnh nữa. Vì nấm bệnh á, anh em xem lên trang cá nhân của Sơn chia sẻ vào ngày 12 tháng 5, Sơn đã cảnh báo là rụng tranh non do nấm bệnh và do dinh dưỡng rồi mà anh em không để ý thôi. Nhưng mà giai đoạn này rụng này bây giờ rụng là dùng do thiếu nước, cây không vận chuyển được dinh dưỡng nuôi thì nó sẽ rụng. Mà muốn hạn chế rụng này chúng ta phải cung cấp độ ẩm, nếu có cỏ rồi thì chúng ta không cần tưới, thì chúng ta chỉ cung cấp qua lá, vì đâu có mưa đâu để chúng ta bón gốc, anh công nhận không? Thì bây giờ là việc cần thiết là đưa dinh dưỡng qua lá gấp, và anh tưới được thì nên tưới giữ ẩm cho vườn này, tưới như tưới mùa nắng luôn. Nhưng mà tưới khoảng ví dụ tưới bét lớn á, máy nổ thì 1 tiếng tới 1.5 tiếng, tưới hệ thống tự động anh tưới làm sao cho em ngập khoảng 3 tới 4 phân thôi, để cho nó giữ ẩm không được sốc. Rồi cái điều thứ hai, khi mà chúng ta tải canh, chúng ta sẽ gặp cái tương hợp này. Anh em thầy Sơn hồi này nói đúng không? Khi cây này là một cái cây gọi là bị thổi rễ do nấm, và cái nấm Fusarium và Phytop nó gây thổi rễ xong, cây thổi rễ xong bắt đầu nó sẽ đào thải tại này, bắt đầu đào thải tại là rụng lạ này, rụng lạ xong bắt đầu là khô canh này, và cây này nó sẽ chết đen cả cây luôn, gọi là chết đứng luôn đó. Anh làm nông vườn này anh biết em nói vậy chắc đúng không? Thì đến bây giờ những cái cây này bằng biện pháp xử lý nhanh gọn lẹ rẻ tiền nhất là tưới nước rải vôi bắc, vôi chưa tôi tưới và để yên đó. Có đào cái này á, thì đào đưa ra khỏi vườn, không trồng lại ở đây, bỏ. Và muốn cứu cái thang này là cứ để cỏ, để sán sẻ mật độ tuyển trung, mật độ nấm bệnh. Thứ hai là bọn hữu cơ và đưa vi sinh vật có lợi xuống thì dần dần nó sẽ hết. Vì cái trạng thái của đất và cây nó cần cái trạng thái cân bằng, có nghĩa là có lợi có hại đều có, cần môi trường sống và cần nguồn thức ăn. Khi chúng ta làm sạch cỏ đổ đất thế này, không có độ ẩm thì nó sẽ tấn công cái bộ rễ của mình, vì trong này rất là mát. Đây, chúng ta nhìn hai tầng đất, một bên trong hồ này rất là ẩm ướt nhưng mà ngoài này nó khô này, thì nó cần môi trường sống, nó sẽ sống vào đây. Và vào đây thì không có cỏ để làm nguồn thức ăn, không có mùn bã hữu cơ của xác cỏ trà xuống, thì nó sẽ ăn cái rễ cây của mình, và chính mình đang làm hại mình bằng cách là mình xiêng qua đây. Mình xiêng thì mình làm hại mình. Thì khi mà chúng ta đã điều hòa được cái mật độ cỏ, độ ẩm, dinh dưỡng rồi thì những cái thang nấm bệnh này nó sẽ rất hạn chế. Ví dụ nó có cỏ thì một vườn này nó chỉ xuất hiện khoảng vài cây là tồi đã, nhưng mà của anh nó đang bị diện rộng, bị nhiều. Thì bằng biện pháp là chúng ta lười lại và làm quản lý cái vườn mình bằng cách là để cỏ, bón phân hữu cơ. Vô cơ chúng ta bón nhưng mà chúng ta bón tương đối. Giai đoạn này nếu bón phân cho cà phê, giai đoạn quả này Sơn khuyên mọi người bón 3 số đồng đều luôn, 15-15-15 hoặc 16-16-16. Và 1 hecta này chỉ cần 200kg thôi nha, rải khắp mặt đất. Vì bây giờ bộ rễ của mình là đã ăn ra hết đây rồi, mình không thể nào đi bón từng cây được. Mình sẽ đi mình giải phóng, gọi là mình rải như ta thúc phân lúa, ít nhưng mà ăn đều. Và ngoài ra hàm lượng dinh dưỡng đạm vô cơ rồi thì mình phun trở qua là bằng các hàm lượng đạm hữu cơ amino acid, cây sẽ rất bền, đọt nó sẽ rất là khỏe. Và muốn cứu bộ rễ này nhanh nhất, cứ đưa vi sinh và humic hoặc humat pha xả, phun cây xả khắp mặt đất thì nó sẽ cải tạo bằng cách đưa vi sinh xuống và để cỏ, nó sẽ cải tạo đất của mình. Rồi khi mà cái mật độ này, nếu mà đúng kỹ thuật của cái thả đọt này ấy, bây giờ là không phải là chúng ta dồn cho tán nó sát nhau nữa, mà chúng ta đụng ra là chúng ta phải tách ra đây rồi. Đây, chúng ta tách ra để nó có cái đỉnh sinh trưởng này, nó có cái sự quang hợp này, và chúng ta sẽ nhiều nhẹ thôi và cho nó tản ra hai bên. Thì khi mà anh thu hoạch năm nay, anh sẽ thu hoạch cây bói, và những cái gian canh này là anh chỉnh cho sáng năm, thì bắt buộc anh phải nuôi cái đỉnh sinh trưởng này dự trữ sáng năm. Thì năm nay á, là mình không làm nữa vì nó gọi là mới, không làm. Nhưng mà bắt đầu từ thu hoạch cái năm nay xong, anh chịu khó tách thân ra cho em một tí.
tách thân ra một tí để nó giữ các cái cùm bên trong rợp ấy, nó không bị khoảng cách bị xưa và không bị khuyết cùm trái. Vì nếu chúng ta để rầm quá nó sẽ ở trong xưa ít trái, ra ngoài nặng này thì lại đặc trái là cho sang năm. Và cái quan trọng nữa, khi mà sang năm cái tầng này nó sẽ lên khoảng 70-80 phân nữa thì bắt đầu gọi là thu chích, nó sẽ ăn cạn kiệt hết cái tầng này. Vì sao em kêu anh nhiều ra hai bên? Vì sang năm anh ăn xong anh sẽ lóc hết cành này, và anh thậm chí có cây là anh phải bỏ thân này. Khi mua tưới này, khi mà anh tưới nó đầu ra dày, anh nhìn cái lượng hoa là anh sẽ quyết định để hay là không để thân này, đúng không? Nó đầu bung hết cái cây này thì chắc chắn ăn xong là nó không còn cái gì nữa. Thì nhiệm vụ mình tách ra thế này để sao? Để mình nuôi bồn ba hoặc bồn trôi mới lên, để nó có quang hợp và nó sinh trưởng như một cái cây của mình, cái tớ, để mắt nó dày và nó năng suất từ những ngày sáng năm mới, từ một tưới rồi. Tưới xong bung hoa, biết thằng này sẽ chết, à ăn xong mình chết, không có trái nữa, thì mình lại kẹo ra, tách nó ra để từ bồn ba hoặc bồn trôi ở dưới lên dự trữ. Và cái thu hoạch của năm tưới xong, những cái cây đó mình cắt bỏ và mình dưỡng ba chồi đó lên. Thì có phải mình dưỡng tới cái mùa cuối năm nay ấy, là nó đã thế này rồi, rất là nhanh, nó thậm chí nó như cái này thôi, nhưng mà anh cũng có thu và không mất. Thì để mà làm một cái vườn mà đá thân không hàm đọt, nó đòi hỏi thực sự á, em nói cái công chăm sóc ai cũng chăm sóc được, mình chỉ chỉnh đốn là đúng, nhưng mà cái kỹ thuật làm nó khó hơn. Vì sao bây giờ người ta muốn làm chuyển qua đá thân không hàm đọt? Để nó giảm cái công đấy. Khi mà anh làm thế này anh đâu phải vết bồn cao hồ đâu, anh không phải là cao cỏ sạch sẽ, cái nước không muốn phân là tiếp. Và cái vườn của anh sang năm em thấy nó cỏ không lên được vì nó rợp quá, đúng không? Khi mình đã giảm được cái công rồi thì cái chi phí đầu tư mình làm cân đổi xong, thì mình cần cái kỹ thuật làm sao để giữ năng suất không mất và tái tạo thân mới. Nếu như cái củ của người ta sẽ để lên ăn trôi từ từ để già cao, cái đó cũng được, nhưng mà năng suất nó sẽ giảm từ từ theo cái năm. Nhưng mà nếu anh làm theo kỹ thuật này gọi là của nước ngoài, chính xác là của Brazil, thì anh sẽ gọi là năm nào cứ 3 năm là anh gọi là có một lớp cá tơ mới, gọi là tái tạo thân mới. Và anh chỉ hại canh cấp 1 anh thôi. Và em đã thử trong vườn em rồi, một cặp vợ chồng hại cà phê truyền thống của em, người ta chỉ hại được 12 bao tới 14 bao. Nhưng người ta hại cà phê thả đọt của em 21 tới 23 bao. Cái năng suất hại nó nhiều hơn. Nhân. Vì khi mà chúng ta hại theo truyền thống, chúng ta vách canh tạo tản cho dù trại nhiều, chúng ta hại rất là mệt vì lâu. Cái thời gian chúng ta phải bươi, chúng ta hại ở trong xương cá. Nhưng mà thả đọt này, khi mà nếu những cái dòng chuẩn, đấy là dòng truyền thống, thì nó kẹt này. Anh cần kéo cái cấp 1 này. Một mình em một buổi em còn hại được 7 bao. Là mình là chủ nhà, mình hại chơi để quản lý người thôi. Thì khi mà em thấy á, thả đọt này từ năng suất tăng này, công thu hoạch nó được nhân lên, cái sản lượng mình thu hoạch nó được cao hơn so với bình thường. Thậm chí cái chi phí đầu tư so với truyền thống không cao bao nhiêu, chẳng qua là mình thay đổi cái tư duy bình thường một chút, mình kết hợp những cái sản phẩm mà như humic, humat rồi đạm amino acid, thay vì mình cứ tập trung vô cơ, mình đưa đạm hữu cơ cho nó. Và cái nền đất của mình là chủ đạo là 60% hữu cơ, 40% vô cơ anh nêm nếm vào thôi. Như hồi nãy anh chia sẻ, nếu mà cái này mà bỏ truyền thống anh phải bỏ là 5-6 tạ. Nhưng mà đối với bây giờ nó chỉ cần 2 tạ tới 2 tạ rưỡi là đủ rồi, đủ cho nó ăn một đợt. Thì cái tiền dư tiền đó mình lấy bổ sung sơ qua lạ đấy. Như nắng thế này ai mà bón phân mà tưới được, thì phải bổ sung qua lạ. Vì không bổ sung qua lạ nó sẽ đào thải cái nó, vì quả nóng quả nắng. Và tới chỉ của cây nó cần cái gì? Thứ nhất nó cần nước đã, cần nước, cần độ ẩm, sau đó cần dinh dưỡng. Thì mình bổ sung nước và dinh dưỡng bằng cách qua lạ, chưa có mưa thì mình bỏ qua lạ. Vì trời này có thậm chí có bòn phân, có tưới tán á, sau một buổi chiều nó bốc hơi, đàm nó bốc hơi phải 60-70%, và nó quá một ngày mai này nó đang nặng hàng ngày. Thì bây giờ mình điều tiết bằng cách giữ độ ẩm và kết hợp cùng làm cho nó. Đây nó làm được không? Thôi khởi rồi. Chúng ta thấy nhá, đây là cái đường mà anh trồng cây lạc này, cái lạc chuông 500 nhé. Cái này là cái lạc chuông chặn gió 500 nhá. Đây là đất chết hết rồi, không có cây để sân cho anh em thấy nhỉ. Khi mà anh trông chằn giói này, mọi người để sân bươi ra cái chỗ cỏ này. Đây.
đốt cái lỗ. Cái bồ rề này là nơi tập trung của tuyển trung này, âu trung đẹp sáp này, tất cả các nấm bệnh nó đều kỳ sinh đây. Vì sao? Vì ở đây nó mát, nó có cái độ ẩm. Đây đất này anh em thấy không, đất nó ẩm, nó xốp, nó tốt. Thế bây giờ anh em đưa ra cái đất đường băng này đi. Đây, đất đường băng của mình anh em thấy hai màu đất nó khác nhau không? Dừa cỏ ẩm có cỏ và dừa không có cỏ, và đây là thuốc cỏ. Thì khi cỏ ẩm cái đất của anh em tốt, cây rễ cà phê nó khi nào nó kỳ sinh nó tập trung ở đấy hết. Và những cái chỗ mà không có nặng này, rễ nó khô. Đây. Cái bệnh đây là cái bệnh cà phê trái canh này cứ đâu rễ nó chảy khô hết. Thì đấy là một cái điều mà anh em luôn là làm sai, làm xiếng quả hòa ra là khiến cho mình bị thiệt hại. Nhưng mà những cái chỗ này anh em này, đây à, anh em thấy không, những cái chỗ này này nó có đường thoát rễ nhiều không? Đây rễ nó đâu có chảy chứ đâu, rễ nó rất là mập to này, từng muốt. Thế vì sao mà bây giờ cái cơ chế của một cái cây á, cứ chỗ nào có độ ẩm nó sẽ lén lỏi ở đó để nó hút dinh dưỡng và hút nước. Thì những cái chỗ khô đó thì bao nhiêu được cái rễ tơ nó ra, nó bị thổi hết. Đây. Thế này, thổi này. Anh em thấy không? Rệp sáp này. Đây quay qua đây này. Rệp sáp đồng măng sông. Tuyển trùng ăn rễ này, các vết sần nu hư, rễ thổi đen. Thì có phải là chính những cái tác nhân này làm chúng ta bị thất thu? Đây, một cái rễ rệp sáp tuyển trùng cha bác đây. Đấy là âu trùng rệp sáp đồng măng sông. Rệp sáp đồng măng sông. Thì do cái gì? Do chúng ta thiếu cái nguồn hữu cơ và các vi sinh vật đối kháng. Và chúng ta không tạo môi trường cho nó. Thì không có môi trường sống, nó bức bách nó phải kỳ sinh vào cây cà phê, cây trồng của mình thôi. Bây giờ như con người chúng ta, ai bức bách mình vô tuyệt cảnh, mình có phản kháng không? Con dún xeo làm cung quan. Thì cái tùy nấm bệnh hại vậy, nó cần một cái môi trường sống kỳ sinh. Và cái môi trường cỏ là môi trường tự nhiên. Vì khi chúng ta chưa trồng trên một mảnh đất nào đó, gọi là một mảnh đất hoang, trong đất đồ đã có tuyển trùng rồi, đã có rệp sáp rồi, đã có tất cả những cái nấm bệnh hết. Nhưng mà tại sao nó cân bằng, nó không phá hoại? Vì cái môi trường sống của nó, chúng ta chưa tác động trong cây vào, chúng ta chưa phá hủy môi trường sống. Nó sống rất là hòa thuận. Và cuộc đời của mỗi con vi sinh vật hay con rệp sáp nó đều gọi là sống sinh sản, và nó chết rồi sinh sản rồi nó chết. Thì khi mà chúng ta hủy môi trường của nó đấy, thuốc cỏ, thì nó lại vào cây trồng của mình. Tại sao chỗ này cỏ nó lên xanh đẹp, đất nó khác, chỗ này không có cỏ mà anh phun nước cỏ nó khác à. Đó là một cái sai. Và bây giờ chúng ta sửa cái sai đó bằng cách chúng ta lười lại thôi, chúng ta thành công. Thì bây giờ Sơn chia sẻ về cái giống để mà thả đọt hiệu quả. Đây là giống anh mua từ viện, nhưng mà gọi là cà phê truyền thống thực sinh à, bị lái tạo lung tung. Thì nếu mà Sơn hỏi ví dụ anh em nhé, bây giờ cái này mà dùng hiện trường là xoài và xanh luôn, Sơn đảm bảo cái năng suất phải gấp đôi trở lên. Vì những ai đã làm thả đọt với xanh luôn hiện trường và là xoài rồi sẽ hiểu. Như mình là mình trồng là xoài, xanh luôn thì các vườn anh em mình đi vào đường hướng dẫn họ rất là nhiều. Hiện trường bạn bè của mình trên mạng xã hội những bạn Nguyễn Nguyễn đấy, không xịt thuốc, rồi Nguyễn Nguyễn những người đó người ta đã làm rồi rất là thành công. Đất nó nên tốt cái thì nó ngoài không cái lên cái cỏ này, đất tốt không bao giờ lên cỏ này, chăm sóc nó thật. Và đất cái tốt câu, sẽ không cái bao giờ đầu tư loại cỏ này mình. Thì cái khâu mà anh em đặc biệt chủ trọng nhất là không giúp. Vì cây chúng ta lên mấy cái cỏ lá tròn. Mình thấy là cái công việc trồng chặt nó rất là nhiều. Cứ 3 năm thu hoạch nghèo hạt này đủ rồi dùng là phải chặt bỏ trồng mới. Tiền anh em đầu tư được, công sức anh em bỏ ra anh em chịu thiệt được. Thế thời gian 3 năm đó ai trả cho anh em? Không quay lại chứ. Những người bắt đầu này có trả cho anh em không? Không. Chắc chắn họ sẽ đổ tuổi này chứ. Rất là các kiểu. Thì Sơn khuyên anh em, một khi chúng ta trồng cái gì
chúng ta hãy nên đặt tâm tiên về là toàn cỏ này. Dốc cái nguồn dòng chuẩn rồi thì chúng ta không có cỏ voi nữa. Bây giờ không lẽ chúng ta trồng mà chúng ta có xịt đâu, có xịt thuốc đâu, nó tự mất đấy. Khi nào đất nó tốt công sức 5 tháng rồi thì cái cần nhất của chúng ta là cái chốc xịt làm gì, nên là bây giờ cái dòng nó vẫn ưu tiên đâu. Nếu với đất nó càng chai nó lại càng lên cỏ. Các bạn cứ mạnh dạn lá xoài thiền trường xanh luôn cực kỳ thành công. Còn như hàng loạt truyền thống TR4 hiện tượng cũng thành công đổi về khí hậu từ Kiên Đức Đắk Nông lên dân Lâm Đồng nhé. Còn từ Đắk Sông trở về Đắk Lắk hiện tượng hàm đọt cũng đã xuất cái đó sơn đi rất là nhiều rồi. Nhưng mà dùng TR4 không bao giờ mà nó trật được, rất là dễ chăm. Và ngoài ra có dùng mới ở Đắk Minh mình là dùng cà phê dây Thuận Nam. Đó là những cái giống mà còn chúng ta tải cánh lại rất dễ chăm, rất là đẹp và tải rất năng suất. Nhưng mà nếu ghép cải tạo vô gốc thực sinh thì nó mới hấp. Mình nói thẳng luôn, cà phê dây là vô địch, chưa có giống nào vượt qua cà phê dây về cái độ chịu, gọi là chịu phát triển và chịu sinh trưởng trong vườn. Vì vườn mình cũng có cà phê già cỗi và có cà phê tơ, mình đều ghép các giống 138 TR4 lá xoài và thiền trường mình đã cải ghép những năm ngoài rồi. Nhưng mà khi có trái, những cái thang đó nó sẽ kiệt luôn, hại xong khô canh hết. Nhưng mà đặc biệt thang cà dây nó không nhá. Thang cà phê dây, cho dù trái nó nhiều, nhưng mà cái cơ chế cái đó cực kỳ hợp ghép cải tạo vô gốc. Thực sự, anh em cứ mạnh dạn ghép, đều ghép cải tạo cà phê già cổ thì mình khuyên là cà phê dây thuần nát. Còn thả đọt thì ba giống là chuẩn là lá xoài, thiền trường và xanh lục. Rồi khi mà chúng ta chăm sóc được giống rồi thì chúng ta cứ điều hướng như thế này như Sơn phân tích về dinh dưỡng thôi. Còn ngoài ra sâu rầy rệp nấm bệnh bây giờ có các dòng vi sinh vật đối kháng, ký sinh côn trùng, ký sinh nấm bệnh chúng ta đưa vào để đợi giữ sức khỏe cho mình. Và bây giờ tới cái cây sâu riêng thì xin dừng video ở đây để mình trao đổi về cây sâu riêng với chủ nhà. Còn cà phê thì mình sẽ nói riêng về cà phê một mảng mới. Cứ một mảng là mình sẽ nói về một video để cho anh em nắm bắt về cái cà phê thả đọt này. Và nếu mà Sơn không tính toán nhầm, cái vườn này sang năm nó sẽ đạt khoảng 5 tấn. Nếu anh chăm sóc đúng 5 tấn là bình thường đối với cà phê thực sinh này luôn. Còn bây giờ năm nay nó sẽ đạt khoảng 2 tấn rưỡi tới 2 tấn 7 là chắc. Cảm ơn anh và cảm ơn chào tất cả mọi người. Rồi, chào tất cả anh em.